Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu sinh vào tháng nào được giàu sang và phú quý? Kính thưa quý vị và các bạn, trong số 12 con giáp thì bộ ba con giáp tam hợp được gọi là ba con giáp có nét tính cách tương đồng liên quan tới nhau. Người ta quan niệm rằng một bộ ba tam hợp sẽ có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là những người này sẽ có cùng chí hướng, cùng lý tưởng, cùng giúp đỡ phát triển tiến tới thành công. Tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, tức là tuổi rắn, tuổi gà, tuổi trâu, được gọi là tam hợp kim cục. Khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Vậy thì bộ ba con giáp tuổi Tỵ Dậu Sửu này nếu sinh vào tháng nào thì có vận mệnh giàu sang thịnh vượng nhất? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tuổi Tỵ sinh vào tháng nào thì giàu sang phú quý? Trong số 12 con giáp, rắn chính là đại diện cho sự khôn ngoan, bí ẩn và là con giáp đứng thứ 6 trong tử vi. Người tuổi Tỵ là những người nổi bật, thường có một cảm giác tuyệt vời với phong cách cá nhân rất đặc biệt của họ. Đây là những người độc lập, tự tin vào chính bản thân của mình và thường không quan tâm tới người khác đang nghĩ gì. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu, phải đi vay, đi mượn thì dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Người tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy mà cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Người này có đầu óc nhạy bén, vì thế họ rất giỏi trong việc kinh doanh. Với một con mắt nhìn xa, trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mà mình cần phải phát triển. Những người phụ nữ tuổi Tỵ là những người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí người này có thể hy sinh, chịu đựng rất nhiều thiệt thòi để mang lại một cuộc sống sung sướng cho hạnh phúc của gia đình mình. Còn với đàn ông tuổi Tỵ lại là những người có nhiều ước mơ, hoài bão. Trong cuộc sống họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại một cuộc sống đủ đầy, sung sướng cho những người thân gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, có ít thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy, những người này rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống. Với những người tuổi Tỵ, nếu như sinh vào tháng 3 âm lịch, thì đây là những người thông minh, đa tài. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết thanh minh, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này thông minh, lành lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú, đại quý, thế nhưng vẫn được xem là những người có phúc. Sinh vào tháng 3 âm lịch trong năm, người tuổi Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được rất nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng, có lý tưởng cao đẹp và cũng biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt, ứng biến tùy theo từng tình huống. Với tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ thì với tài năng của bản thân mình, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp thành công không quá khó khăn với họ. Thứ hai, người tuổi Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch, đại phú, đại quý. Theo như âm lịch, tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ. Người tuổi Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là những người trung hậu, tính tình, ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay là con đường sự nghiệp của những người này cũng khiến cho bao người khác phải thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn. Dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch có khả năng lĩnh ngộ rất cao, có cái nhìn rất sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân chỉ lối, dẫn đường, nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được rất nhiều thành công vang dội.
Thứ ba, tuổi Tỵ sinh vào tháng 5 âm lịch, thông minh tài trí, bản lĩnh hơn người. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược. Đầu óc của họ thông minh, lanh lợi, còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm nên mưu sự của họ tất sẽ thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mà mình mong muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện cát khánh cực kỳ nhiều, cuộc đời của họ bình an, phúc lộc hưởng lâu dài. Tuổi Tỵ sinh tháng 5 là những người may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ rất nhiều. Đây cũng là những người nhanh nhạy, tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân mình để có thể vượt qua những trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông, rộng mở. Thứ tư, tuổi Tỵ sinh tháng 6 âm lịch, quyền cao chức trọng, hạnh phúc viên mãn. Tháng 6 âm lịch trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Tỵ sinh vào tháng 6 âm lịch là những người từ bi, từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người. Họ là những người có tài, có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Đây là những người có quý tướng, thời trẻ, học hành xuân sẻ, thông minh hơn người. Dù đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu. Đây là những người có ý chí, có tham vọng, có kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất của một người lãnh đạo. Dù theo con đường quan lộ hay nghiệp kinh doanh thì những người tuổi Tỵ sinh vào tháng 6 âm lịch cũng giành được thành quả khiến cho bao người ngưỡng mộ, vừa có tiền bạc dồi dào, vừa có địa vị xã hội rất cao. Thứ năm, tuổi Tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch, tài năng xuất chúng, sự nghiệp vẻ vang. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này trong năm tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Sinh tháng 7, tuổi Tỵ có số mệnh tốt đẹp, có thể tài trắng, năm nên cương nghiệp. Đây là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên họ có mối quan hệ xã giao rộng khắp. Với tài năng xuất chúng của mình, tiền bạc của họ làm ra dư dôi, làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Ngoài ra, đây còn là những người rất giỏi kinh doanh. Nếu như theo nghiệp làm ăn buôn bán, chắc chắn chuyện kinh doanh của họ sẽ vô cùng phát triển, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Tuổi Dậu sinh vào tháng nào được giàu sang và phú quý? Trong số 12 con giáp, thì con gà đại diện cho sự năng động, nhiệt tình, kiêu hãnh. Chính vì vậy mà những người tuổi Dậu luôn luôn là những người sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình rất ngay thẳng. Tuổi Dậu là người có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được rất nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Trong cuộc sống, tuổi Dậu làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận và chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm rất nhiều vai trò, rất nhiều vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đối với đám đông, đối với cộng đồng. Một lời nói, một hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Có quan niệm cho rằng, người tuổi Dậu sinh vào ban ngày thường rất năng động, hoạt bát, thích giao tiếp, có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Còn những người tuổi Dậu nếu sinh vào ban đêm, tính tình hòa hợp, ít nói, nghiêm túc và có phần hơi nhút nhát. Đa số những người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền, biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận trong cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế, họ sẵn sàng chia sẻ tiền bạc, tài sản của mình cho những người đang gặp phải khó khăn. Với những người tuổi Dậu, nếu sinh vào tháng riêng âm lịch, đây là những người tiền bạc không bao giờ phải lo nghĩ.
tháng riêng là tiết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới. Con người cũng nhờ thế mà tuổi Dậu sinh tháng này được sảng khoái, biết tiến, biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ rất cao. Sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm áo, gạo tiền không cần phải lo lắng, sức khỏe đa phần rất tốt, là những người có tuổi thọ rất cao. Tuổi Dậu sinh tháng riêng, không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời của họ là dùng chính năng lực của bản thân mình để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết tất cả mọi việc. Tiền vận của họ có phần hơi vất vả, thế nhưng hậu vận của người này hứa hẹn một tương lai rất tốt đẹp. Họ sống trong hòa thuận, hạnh phúc cùng với cha mẹ anh em, vợ chồng con cái. Mọi người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, thế nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú. Người tuổi Dậu sinh tháng riêng âm lịch là những người hài lòng với những gì mà mình đang có. Tuổi Dậu sinh vào tháng 3 âm lịch, thông minh, nhạy bén hơn người. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Dậu sinh vào tháng này thông minh, vốn sẵn tính trời, linh hoạt, giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc cả đời vinh hoa. Sinh vào tháng 3 âm lịch, tuổi Dậu giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Bởi vì họ gặp rất nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên thăng quan tiến chức rất nhanh. Đây là những người được lục thân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp của họ cực kỳ thuận lợi, tài lộc sẽ dồi dào, vinh danh tiền tổ. Số 3, tuổi Dậu sinh tháng 5 âm lịch, cuộc sống vinh hoa phú quý. Tháng 5 rơi vào tiết Mang Trùng, người tuổi Dậu sinh vào tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý. Tuy trong cuộc sống có những lúc họ thất bại, có khả năng hậu vận gặp phải khó khăn, thế nhưng cơ bản công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ không tồi, tài năng của họ sẽ được trọng dụng. Vận trình cuộc đời của họ có phần thăng trầm, khi xa cơ lỡ vận có thể gặp phải chuyện quan tụng, thế nhưng họ được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, thế nhưng có phần dễ thất bại. Rất may mắn, nửa đời sau có bạn bè, có quý nhân, có gia đình giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, phát triển rất lớn, cuộc sống của họ sung túc đủ đầy. Số 4, tuổi Dậu sinh vào tháng 8 âm lịch, danh lợi vẹn cả đôi đường. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Dậu sinh vào tháng này là những người thông minh, lành lợi, sống có lý tưởng, có ý chí. Cuộc đời sau này của họ vinh hoa phú quý, được rất nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho những người tuổi Dậu rất nhiều tin vui khi không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị của họ đều sẽ có, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy tổ nghiệp của họ để lại ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, thế nhưng tuổi Dậu sinh vào tháng 8 âm lịch dựa vào chính sức của mình mà làm nên. Họ chỉ cần chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có ý chí lớn, tài năng sẽ được hơn người. Trên con đường sự nghiệp thì có quý nhân nâng đỡ, gặp dữ, hóa lành, sự nghiệp dần dần hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi và suôn sẻ. Số 5, tuổi Dậu sinh vào tháng 9 âm lịch, có tài năng, tài vận hành thông. Tuổi Dậu sinh vào tháng 9 âm lịch, tức là tiết Bạch Lộ. Người tuổi Dậu sinh vào tháng này thì cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận được hành thông, tình duyên vượng sắc. Tuổi Dậu sinh tháng 9 âm lịch, tuy không được hưởng nhiều gia sản mà cha ông để lại, thế nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội, họ có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải gì sóng gió lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Tuổi Dậu sinh tháng 9, tính tình cương liệt, cứng rắn, tuy có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm của vũ trụ, nên có phần khá độc đoán. Cũng có thể chính vì điều đó mà đường tài lộc của họ cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Tuổi Sửu sinh vào tháng nào thì được giàu sang và phú quý. Trong số 12 con giáp, con trâu là vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bởi vậy mà những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành rất sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, gian khổ. Đây là những người có khả năng làm việc với năng suất cao gấp rất nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục thành công thì tuổi Sửu kiên trì, cố gắng, quyết tâm tới cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, thế nhưng nếu chưa đạt được kết quả như mong muốn thì họ cũng không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Người tuổi Sửu bền bỉ từng bước thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, không hấp tấp. Họ rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của những người tuổi Sửu. Tuy thông minh, tuy trí tuệ sắc sảo hơn người, thế nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Có quan niệm cho rằng tuổi Sửu nếu sinh vào ban ngày sẽ rất năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền nhưng lại vất vả hơn những chú trâu sinh vào ban đêm. Tuổi Sửu nếu sinh vào ban đêm thì cả đời sống trong an nhàn, bình yên nhưng cuộc sống không mấy dư dả, chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Thứ nhất, với những người tuổi Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch, cuộc sống giàu có, thượng lưu. Tuổi Sửu nếu sinh vào tháng 3 âm lịch trong năm là tiết thanh minh, trái đất đổi màu tươi sáng. Những người này tính tình phóng khoáng, tự do, tự tại, có năng lực, khả năng thích nghi rất tốt nên đi tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là những người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, kinh tế ổn định, tiền bạc được dư dôi. Tuổi Sửu sinh vào tháng 3, người này có một cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là những người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể trở thành tầng lớp giàu có và thượng lưu. Tuổi Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch, thông minh, trí tuệ sáng ngời. Sinh vào tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, người tuổi Sửu sinh vào tháng này sự nghiệp thành công lừng lẫy, được hưởng nhiều phúc khí, gặp được nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc. Hoạn lộ của họ hành thông, tiên vận được phúc tình cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc, con hiền cháu thảo. Người tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch là những người có tính cách rất độc lập. Họ là những người có khí chất bất phàm, thông minh đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của những người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài, vượng lộc, tuổi già càng phúc như đường hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Tuổi Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Sửu sinh vào tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa của tổ tiên để lại. Chỉ cần họ có ý chí, cố gắng không ngừng nghỉ thì chắc chắn giành được thành công giống như ý. Tuổi Sửu sinh vào tháng 8 là những người tài nghệ tinh thông, có duyên, ăn nói, biết tiến, biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Sinh vào tháng 8, tuổi Sửu có sức khỏe rất tốt, phúc khí rất vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Đây là những người thông minh, lành lợi, giỏi biến hóa linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là những người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành những người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là những người có địa vị trong xã hội, được rất nhiều người nể trọng. Có điều trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này gặp phải những điều ngáng trở chứ không được thuận lợi, suôn sẻ. Tuy có lúc nản lòng, thối chí, thế nhưng họ nhanh chóng lấy lại được tinh thần,
nhờ đó mà gây dựng được cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh của những người tuổi Sửu sinh tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ để có thể thể hiện giá trị của bản thân mình. Tuổi Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch, cuộc sống giàu sang và sung túc. Sinh vào tháng 9 âm lịch, rơi vào tiết Hàn lộ. Tuổi Sửu sinh vào tháng này tuy là những người xuất thân bần hàn, xuất phát điểm thấp hơn mọi người, thế nhưng họ lại có ý chí kiên cường. Đại sự sớm sẽ tất thành. Đây là những người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo. Chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Tuổi Sửu sinh tháng 9 là những người có ý chí, ham học hỏi, cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm và kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được rất nhiều điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ nâng đỡ rất nhiều. Đây là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Họ luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu, luôn cố gắng không ngừng nghỉ để gây dựng sự nghiệp. Nhờ đó mà họ giành được rất nhiều thành công vang dội trong cuộc sống của mình. Các bạn đã được lắng nghe video ba con giáp Tỵ, Dậu và Sửu sinh vào tháng nào trong năm được hưởng giàu sang và sung sướng của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.